Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nông nghiệp là một trong 8 ngành ưu tiên chuyển đổi số. Vậy chuyển đổi số trong nông nghiệp là gì? Hưng Yên có những thời cơ và thách thức như thế nào trong quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp? Người nông dân sẽ tham gia vào quá trình chuyển đổi số đó ra sao? Những câu hỏi trên sẽ được phần nào giải đáp trong cuộc phỏng vấn ngắn với tiến sĩ Nguyễn Đức Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ ngay sau đây. Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Tùng đã dành thời gian đến với trường quay của Đài Truyền hình Hưng Yên. Thưa tiến sĩ Tùng, là mặc dù thì người nông dân cũng có thể là đã nghe đâu đó những cái khái niệm về chuyển đổi số rồi chuyển đổi số trong nông nghiệp, nhưng mà để hiểu một cách rõ ràng về cụ thể về cái khái niệm này thì có lẽ là không nhiều người. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời tiến sĩ có thể lý giải rõ hơn để cho mọi người có thể hiểu về khái niệm này ạ. Nếu mà bà con nhân dân vừa mới nghe xong thì chúng ta đã thấy là có cái gì đó nó khác lạ, nhưng mà khi trong cái quá trình làm việc và canh tác của bà con nhân dân ấy thì bà con sẽ thấy nó rất là đơn giản. Đấy chính là ví dụ cả một cái cánh đồng hoa của Văn Giang chẳng hạn, chúng ta đâu đó chúng ta sẽ cắm vài cái cảm biến, và cái cảm biến đấy nó sẽ báo tất cả mọi thứ trên điện thoại của bà con. Bà con sẽ thấy là ồ, có mỗi một cái này thôi mà nó thay đổi tất cả mọi thứ. Thời gian của tôi trên cánh đồng không phải là 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng nữa, mà có khi chỉ còn có 2 phút thôi. Vậy thì theo anh đánh giá thì những cái thách thức và những cái khó khăn trong quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp của Hưng Yên trong cái giai đoạn tới nó sẽ là gì ạ? Những cái người đứng đầu của mỗi một cái đơn vị đều phải hiểu chu đáo về cái vai trò của công nghệ trong cái quá trình chuyển đổi số. Và cái thứ hai nữa là làm thế nào để mà hiểu cặn kẽ được những cái ưu thế của mình để từ đó khắc phục những cái hạn chế. Ví dụ như là mặc dù là nằm cạnh thị trường rất là lớn của Hà Nội, thế nhưng mà cái thị trường Hà Nội lại là một cái thị trường mà tôi nghĩ là nó cũng khá là khó tính, và đòi hỏi tất cả những cái sản vật nông sản khi mà đưa vào thị trường để mà bán được với giá cao thì đều phải có những cái quy trình sản xuất rất là rõ ràng, mà hay chúng ta hay gọi là truy xuất nguồn gốc. Thì ở đây thì tôi nghĩ là cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải nhìn thấy được cái rủi ro từ thị trường, và từ rủi ro thị trường thì chúng ta sẽ đánh giá lại cái quy mô sản xuất cũng như là cái quá trình mà chuyển đổi nó làm sao cho nó phù hợp nhất và hiệu quả nhất. Và cái thách thức ở đây đấy chính là làm thế nào để chúng ta làm chủ được thị trường. Những năm gần đây thì cái câu chuyện được mùa mất giá thực sự là ám ảnh với nhiều người nông dân ạ. Vậy thì khi mà chúng ta chuyển đổi số trong nông nghiệp thì liệu giải quyết được những cái điều gì cho cái câu chuyện này ạ? Đâu đó chúng ta còn vẫn sản xuất tất cả các loại nông sản theo thói quen và theo cái mô hình hoàn toàn truyền thống. Đó chính là vùng nào có cái gì thì chúng ta tối ưu hóa để sản xuất. Rồi vùng nào có cái thổ nhưỡng như thế nào thì chúng ta cố từng khai thác một cách nó thoải mái. Đấy, mà chúng ta lại không quan tâm đến thị trường. Vấn đề là chúng ta đưa được ra là bài toán và công nghệ sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề đó một cách triệt để. Ví dụ là gì? Ví dụ như là ngay khi mà nhãn bắt đầu vào chỗ hoa thì chúng ta đã phải áp dụng công nghệ vào rồi, và chúng ta đã phải đưa một cái bước tiếp theo, đó là tiếp cận thị trường rồi, và chúng ta bắt đầu làm marketing và thương mại rồi, để làm sao để mà khi mà nhãn nó vào mùa thu hoạch thì thị trường đã hiểu một cách đầy đủ về sản phẩm đó rồi, thị trường đã hiểu đầy đủ về quy mô của nó rồi, và đặc biệt là những cái người quản lý nhà nước đã biết là năm nay sẽ có cái số lượng bao nhiêu, và định hình thị trường như thế thì giá bán bao nhiêu và người nông dân được lợi bao nhiêu vào thời điểm nào là phù hợp. Thì cái đấy, tất cả mọi thứ đấy người ta gọi là real time, gọi là thời gian thực, thì chỉ có công nghệ có thể giải quyết được vấn đề đấy. Và khi mà chúng ta chủ động đưa công nghệ vào trong suốt cái quá trình sản xuất này, rồi quá trình thu hái này, quá trình bảo quản này, quá trình logistics này, và đặc biệt là chúng ta dùng công nghệ để chúng ta phân tích về nhu cầu thị trường và tiếp cận với thị trường sớm hơn, thì cái việc mà được mùa mất giá hoặc là phải giải cứu nó sẽ không còn là cái áp lực.